Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, thứ ba ngày 29 tháng 8. Và bây giờ là những nội dung chính có trong chương trình. Tập trung các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân đầu tư công. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức diễn tập đảm bảo quốc phòng an ninh. Kết quả nổi bật nửa nhiệm kỳ Đại hội huyện Yên Mỹ. Nhiều trường học cho học sinh tựu trường năm học mới 2023-2024. Chuẩn bị triển lãm mỹ thuật đồng bằng sông Hồng. Bắt được đối tượng cướp tiệm vàng tại huyện Văn Lâm. Thưa quý vị và các bạn, huyện Kim Động cần đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ giải ngân các dự án, đồng thời đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, ra soát, nghiên cứu điều chỉnh hướng, tuyến một số dự án giao thông phù hợp với tình hình thực tế. Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khi kiểm tra việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Kim Động trong sáng nay. Huyện Kim Động có 10 dự án đầu tư công do Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định với tổng mức đầu tư hơn 844 tỷ đồng. Hiện một số dự án đang chậm tiến độ giải ngân do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng. Một số dự án chi phí giải phóng mặt bằng tăng cao hơn so với mức phê duyệt. Trong đó, dự án xây dựng đường tỉnh 377 mới giải ngân được 9% nguồn vốn của tỉnh giao năm 2023. Dự án cải tạo nâng cấp đường huyện 7 năm chưa giải ngân được nguồn vốn giao năm 2023. Dự án nạo vét kè và xây cống trên sông Mỏ Quạ, huyện Kim Động giải ngân được 7% nguồn vốn của tỉnh giao năm 2023. Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy yêu cầu huyện Kim Động đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm tiến độ giải ngân các dự án. Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động phối hợp chặt chẽ với các sở ngành nhà thầu tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận trong việc triển khai dự án. Tuy nhiên thì tập trung thao gỡ khó khăn, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, ra soát, nghiên cứu điều chỉnh hướng, tuyến một số dự án giao thông phù hợp với tình hình thực tế. Chúng ta phải nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong cái câu chuyện là vai trò của chủ đầu tư cũng như là vai trò của tư vấn để chúng ta đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư để phê duyệt dự án. Nó phải mang tính khả thi. Khi làm dự án thì các đồng chí đều có nghiên báo cáo khả thi hết rồi, chứ có phải không đâu. Những cái dự án lớn thì đều có tính toán được cả cái chi phí giải phóng mặt bằng rồi các cái chi phí khác như thế nào. Trong cái phần tiền dự phòng các anh phải phòng cho cả những cái việc là giá cả tăng rồi các cái vấn đề khác. Thế thì nó mới là dự phòng chứ còn dự phòng cái gì nữa. Thế bây giờ lại đều lấy lý do là giá cả tăng cao rồi là chi phí giải phóng mặt bằng tăng mà để dẫn đến tình trạng là chúng ta không thể thực hiện được. Nếu mà dự án nào mà chúng ta thấy là có những cái nguồn sắp xếp được để chúng ta điều chỉnh chủ trương đầu tư, tăng mức đầu tư thì chúng ta sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. Thế còn những cái dự án mà huyện thì chắc chắn là giai đoạn này thì các đồng chí huyện cũng phải phát huy cái vai trò chủ động của huyện. Nếu mà chúng ta phải bố trí được nguồn lực thì chúng ta tính toán, nhưng mà về cơ bản là đều phải tăng tổng mức đầu tư. Mà cái này là không thể, tỉnh sẽ không đủ ngân sách để bố trí cho hết các cái dự án như thế này. Dự án đường cứu hộ cứu nạn thì tôi nói là cái này chúng ta phải nghiêm túc kiểm điểm, và đặc biệt là đối với cả các cái nhà thầu. Dễ thì làm mà khó một cái là quay sang là xin báo cáo với cả chủ đầu tư để xin điều chỉnh, xin bỏ. Làm sao mà chúng ta có thể xin một cái dự án mà chúng ta lại xin làm đoạn đầu đoạn cuối, còn đoạn giữa không làm thì sau này các anh nghiệm thu, các anh quyết toán công trình như thế nào? Cái đấy có đạt được cái mục tiêu yêu cầu của chúng ta đề ra không? Đối với những dự án có mức đầu tư tăng cao so với quyết định chủ trương đầu tư, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Kim Động khẩn trương phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các giải pháp tháo gỡ theo quy định. Cũng như là các dự án. Trong hai ngày 28 và 29 tháng 8, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức diễn tập đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2023. Dự diễn tập có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đại tá Tô Thành Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh. Quá trình diễn tập, các phòng Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu đề xuất các phương án xử lý kịp thời, không để bị động bất ngờ trước các tình huống xảy ra trên địa bàn. Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở được thể hiện toàn diện, hiệu quả khi lãnh đạo chỉ đạo xử lý các tình huống bảo đảm quốc phòng an ninh. Thông qua diễn tập nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức, người lao động đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời tiếp tục bổ sung hoàn thiện các phương án, kế hoạch và đánh giá khả năng huy động, bảo đảm nguồn lực, vật lực cho phục vụ nhu cầu chiến tranh của ngành tài nguyên và môi trường. Huyện Văn Lâm vừa tổ chức vòng chung khảo hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023.
Tham gia hội thi vòng chung khảo có 9 thí sinh là các đồng chí bí thư chi bộ được chọn từ 16 thí sinh của vòng sơ khảo. Các thí sinh trải qua 3 phần thi, tập trung vào những nội dung cơ bản trong điều lệ đảng, các nghị quyết chỉ thị của trung ương, của tỉnh, của huyện liên quan trực tiếp đến hoạt động của chi bộ, những cách làm hay sáng tạo, tạo kết quả tốt đẹp hoặc bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, điều hành và hoạt động của chi bộ. Nhiều thí sinh đã đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương cơ sở. Kết thúc buổi thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho thí sinh Đào Thị Huyền, bí thư chi bộ, trưởng thôn Trai Túc, đảng bộ xã Trần Trác. Trong thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 nửa nhiệm kỳ, một trong những kết quả nổi bật là công tác giải phóng mặt bằng các dự án khu cụm công nghiệp, phản ánh tại huyện Yên Mỹ. Xã Trung Hòa tiếp nhận 3 dự án trọng điểm của tỉnh, gồm dự án khu công nghiệp Yên Mỹ Vigrasera, dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 và dự án đường 376 mở rộng với tổng diện tích trên 250 ha của trên 3.500 hộ dân. Do một bộ phận người dân chưa hiểu hết ý nghĩa của công tác giải phóng mặt bằng, nên khi mới triển khai, xã gặp không ít khó khăn. Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện, Trung Hòa đã huy động cả hệ thống chính trị để mạnh công tác vận động tuyên truyền. Nhờ đó gần 3.400 hộ dân đã nhận tiền bàn giao mặt bằng. Chúng tôi đã tuyên truyền, vận động và giải thích đối với các hộ dân, lấy ví dụ cụ thể để minh chứng cho cái việc thu hồi giải phóng mặt bằng để phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thì bà con nhân dân cũng đã đồng thuận. Xã Đồng Than có trên 12 ha đất của gần 180 hộ dân nằm trong dự án đường vành đai 4, trong đó gần 2,5 ha đất tái định cư, đất ở. Nhờ thành lập các tổ công tác thường xuyên tuyên truyền giải thích chủ trương của dự án đến từng cụm dân cư, nên đến nay tất cả 24 ngôi mộ đã được di dời. 100% hộ dân có đất nông nghiệp đã nhận tiền bồi thường hỗ trợ. Hiện xã đang tích cực thực hiện xét duyệt nguồn gốc 0,5 ha đất của trên 30 hộ gia đình còn lại. Chủ trương nhà nước mở rộng vành đai 4 cho người dân đi lại cho nó thuận tiện. Vợ chồng con cái nhà tôi cũng đồng thuận di rời ra đúng đất mới. Chúng tôi kết hợp cùng với cả các đồng chí trong ban chi ủy, đặc biệt là các đồng chí trưởng thôn, phó thôn ở đó cũng đã đến tận các hộ gia đình để vận động, để tuyên truyền cho nhân dân hiểu về cái cơ chế chính sách. Nửa nhiệm kỳ qua, huyện Yên Mỹ tập trung lãnh đạo chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế linh hoạt, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh như đường vành đai 4, đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài, dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2, dự án Vigrasera với tổng diện tích thu hồi trên 660 ha của gần 6.800 hộ dân. Thời điểm hiện tại, phần lớn các dự án đã hoàn thành thủ tục đầu tư, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Bên cạnh đó, huyện đã huy động phát triển 9 khu công nghiệp, 11 cụm công nghiệp. Huyện đã thành lập ban chỉ đạo, cả hệ thống chính trị của huyện và các xã để vào cuộc. Các cái cơ quan chuyên môn thì phối hợp với các địa phương làm tốt từng cái khâu trong công tác giải phóng mặt bằng, và những cái công trình đã và đang triển khai thì chúng tôi phấn đấu là không để các cái vướng mắc tồn tại quá lâu để làm sao mà có mặt bằng sạch cho các cái dự án triển khai. Có thể nói những kết quả đạt được trong công tác giải phóng mặt bằng nửa nhiệm kỳ qua là nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Yên Mỹ. Đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng để huyện phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà nghị quyết Đảng bộ huyện Yên Mỹ lần thứ 28 đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hơn 230.000 học sinh từ khối 2 trở lên của tỉnh Hưng Yên đã tựu trường chuẩn bị cho năm học mới 2023-2024. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Hoàng, thầy cô thông báo buổi tựu trường sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút, nhưng trước đó gần một tiếng, đã có nhiều em học sinh có mặt tại trường. Trong khi học sinh khối tiểu học được cha mẹ đưa đón, thì các anh chị khối trung học cơ sở tự tới trường. Sau 3 tháng nghỉ hè, trở lại trường lớp, không chỉ học trò, mà cả các thầy cô cũng đều háo hức vui mừng. Năm nay là tôi đã 22 năm công tác rồi. Đội tiệu trường nào cũng có cảm động, tôi rất là phấn khởi. Các em đến lớp rất là đông đủ và các em rất là hào hứng khi được nhận lớp mình. Em cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được quay trở lại nhà trường, được gặp gỡ bạn bè, thầy cô, được tiếp tục trên con đường học tập.
Lần đầu tiên khi em bước vào trường thì em cảm thấy rất là hồi hộp, lo lắng và bỡ ngỡ. Nhưng khi em kết bạn và nói chuyện với mọi người, em cảm thấy rất là vui vẻ. Các thầy cô rất là dịu dàng, nhẹ nhàng và ân cần với em. Trong ngày đầu tiên, học sinh sẽ nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm. Sau đó, giáo viên chủ nhiệm triển khai các nội dung của năm học, cũng như các nội quy quy định của trường, của lớp, bầu ban cán sự và triển khai một số nội dung chuẩn bị cho lễ khai giảng. Nhiều trường học tổng vệ sinh trường học, trồng cây trang trí đảm bảo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp và phù hợp với môi trường giáo dục. Tất cả đều hướng đến tổ chức buổi tựu trường với nhiều hoạt động sôi nổi nhằm tạo khí thế phấn khởi, thân thiện, tự tin đối với học sinh, đặc biệt là học sinh đầu cấp. Đối với lại học sinh lớp 6 thì nhà trường với quan điểm đó là chào học sinh mới đến. Khi đón học sinh thì tạo cho các em cảm giác gần gũi, cho các em tham quan phòng học, phòng bộ môn, làm quen với giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn, các anh chị lớn. Và nhà trường cũng tổ chức một số cái hoạt động vui chơi để qua đó các em thấy được thêm tin tưởng vào nhà trường và thầy cô. Ngày 5 tháng 9, 530 trường học trên toàn tỉnh sẽ tổ chức lễ khai giảng năm học 2023-2024. Dự kiến năm học này, tỉnh Hưng Yên sẽ đón hơn 330.000 trẻ mầm non và học sinh phổ thông đến trường. Sau 2 năm thực hiện đề án chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn năm 2030, gọi tắt là đề án 06, huyện Phú Cư đã đạt được những kết quả nổi bật. Về xây dựng chính quyền số, đến nay hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của huyện đã công khai gần 400 thủ tục thuộc thẩm quyền cấp huyện và cấp xã. Trong đó, 344 thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp trực tuyến. Huyện đã hỗ trợ người dân đưa các sản phẩm chủ lực như vải lai chín sớm, vải trứng, cam Hưng Yên lên sàn thương mại điện tử. Bước đầu tiêu thụ thuận lợi, công nghệ số ngày càng phổ biến và giữ vị trí quan trọng trong đời sống xã hội. Phương thức thanh toán không dùng tiền mặt phát triển rộng khắp. Thực hiện đề án 06, Công an huyện đã hoàn thành thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip cho gần 75.300 công dân đủ điều kiện, đạt 100%, kích hoạt gần 37.000 tài khoản định danh điện tử, là địa phương đứng đầu toàn tỉnh về hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Hiện nay đã vào cuối vụ nhãn nên giá nhãn tại các nhà vườn, chợ của thành phố Hưng Yên đều tăng so với thời điểm trước đó. Theo đó, giá nhãn Hương Trì bán tại vườn là khoảng 35.000 đồng một kg. Tại các chợ như chợ Gạo, chợ Phố Hiến, chợ Hiến Nam là khoảng gần 40.000 đồng một kg. Còn đối với nhãn tiêu ngọt Trà Muộn bán tại vườn hoặc các chợ đều có giá trên 40.000 đồng một kg. Nếu nhãn lồng thì giá sẽ từ 70.000 đồng đến 100.000 đồng một kg. Nguyên nhân là đến thời điểm này, các nhà vườn tại thành phố Hưng Yên đã thu hoạch được khoảng 85% nhãn. Hiện chỉ còn các nhà vườn tại huyện Khoái Châu là còn nhãn, nhưng chủ yếu là nhãn miền thiết để làm long, còn lại nhãn tiêu ngọt cũng còn rất ít. Thưa quý vị và các bạn, triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng lần thứ 28 năm 2023 sẽ được khai mạc tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên vào ngày 31 tháng 8 tới. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị và sắp xếp không gian trưng bày tác phẩm cho triển lãm đã được hoàn tất. Hội đồng nghệ thuật của triển lãm bắt đầu chấm các tác phẩm. Đây là lần thứ hai sau 16 năm tỉnh Hưng Yên đăng cai triển lãm mỹ thuật khu vực đồng bằng sông Hồng. Triển lãm là dịp để các họa sĩ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong sáng tác, đồng thời đưa ra các tác phẩm mỹ thuật đến gần hơn với công chúng. Triển lãm năm nay có gần 200 tác phẩm hội họa và điêu khắc của 186 tác giả là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam và hội viên, cộng tác viên thuộc Hội Văn học Nghệ thuật 9 tỉnh, thành phố, khu vực Đồng bằng Sông Hồng. Hội Văn học Nghệ thuật Hưng Yên có 32 tác giả với 35 tác phẩm tham gia triển lãm. Tỉnh cũng đã tạo điều kiện thuận lợi để anh em họa sĩ sáng tác, đặc biệt là các cái chuyến đi thực tế sáng tác trong tỉnh cũng như là ở một số tỉnh ngoài. Chúng tôi đã hình thành xong những cái tác phẩm mà để tham dự đợt triển lãm mỹ thuật khu vực lần này, có nhiều tác phẩm gây nhiều ấn tượng cho bạn công chúng người xem. Các tác phẩm mỹ thuật được trưng bày tại triển lãm phản ánh sinh động thực tế cuộc sống, nét đẹp văn hóa của đất và người trên các vùng miền của Tổ quốc. Sáng 29 tháng 8, Hội đồng nghệ thuật của Hội đồng Mỹ thuật Việt Nam bắt đầu chấm giải để lựa chọn ra những tác phẩm mỹ thuật có chất lượng tốt để trao giải vào ngày khai mạc triển lãm. Cảm nhận bắt đầu là một cái triển lãm rất là đẹp và nhiều tác phẩm tốt. Thứ nhất là cái địa điểm bày tuyệt đẹp. Thứ hai là cái công tác chuẩn bị là chu đáo.
Chiều ngày 29 tháng 8, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, trưởng ban tổ chức triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng kiểm tra công tác chuẩn bị của triển lãm tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên. Đồng chí yêu cầu các thành viên trong ban tổ chức triển lãm làm việc trách nhiệm, đón tiếp chu đáo và thể hiện tinh thần mến khách đối với đại biểu và nhân dân đến tham dự triển lãm. Lễ khai mạc và trao giải triển lãm mỹ thuật khu vực Đồng bằng sông Hồng lần thứ 28 năm 2023 sẽ diễn ra tại Bảo tàng tỉnh Hưng Yên vào 8 giờ 30 phút ngày 31 tháng 8. Tối qua, nhà thiếu nhi tỉnh tổ chức đêm chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng nhí tỉnh Hưng Yên năm 2023. Dự chung kết là 10 tiết mục ca múa nhạc đã được lựa chọn từ 21 tiết mục của vòng chung khảo diễn ra ngày 3 tháng 8 vừa qua. Với màn thể hiện xuất sắc của các thí sinh đã thu hút sự theo dõi của đông đảo khán giả. Kết thúc cuộc thi, ngôi vị quán quân thuộc về thí sinh Trần Phương Hoa, thành phố Hưng Yên với bài hát Xa Khơi. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tiết mục đạt thành tích cao tại cuộc thi. Mới đây, công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3 cho biết, từ đầu năm 2021 đến nay, công ty không sản xuất lô thuốc viên nén Tetracycline Trung ương 3 nào có quy cách đóng gói lọ 400 viên. Như vậy, các sản phẩm viên nén Tetracycline Trung ương 3 có quy cách đóng gói lọ 400 viên, số đăng ký VG28109-17, sản xuất từ đầu năm 2021 đến nay là thuốc giả. Sở Y tế tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh, kinh doanh, bán buôn bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh không được bán và sử dụng thuốc nêu trên, đồng thời tiến hành kiểm kê, trả lại nơi cung ứng, trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh, tăng cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn đối với các thuốc có nguy cơ vi phạm chất lượng, khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm trên nhãn ghi viên nén Tetracycline Trung ương 3 nêu trên, kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc tới các cơ quan chức năng. Sáng nay, xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi tổ chức hỗ trợ thi công đối với 2 hộ gia đình tại thôn Đỗ Mỹ với tổng diện tích 370m². Được sự tuyên truyền vận động của các ban ngành chức năng và cấp ủy đảng chính quyền địa phương, 2 hộ dân đã chấp nhận bàn giao mặt bằng phục vụ thi công dự án đường tỉnh 387 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng theo đúng tiến độ. Đây là các hộ nằm trong dự án đường kết nối đường tỉnh 387 với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng đi qua địa bàn xã Bãi Sậy, diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là gần 1.800m². Đến nay đã có 13 trên 14 hộ nhận tiền bồi thường, hỗ trợ thu hồi đất để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Xã Bãi Sậy đang tập trung vận động tuyên truyền để người dân hiểu, chủ động bàn giao mặt bằng, đồng thời tiếp tục tháo gỡ những vướng mắc trong việc chi trả đền bù để việc thi công diễn ra thuận lợi đúng kế hoạch. Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ được đối tượng Lê Duy Anh Quân, sinh năm 2006, hộ khẩu thường trú tại phường Mai Hùng, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng ở khu vực chợ Đường Cái, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm ngày 18 tháng 8 vừa qua. Đối tượng bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh Nghệ An. Trước đó, theo hình ảnh camera giám sát tại tiệm vàng, hơn 13 giờ ngày 18 tháng 8, một nam thanh niên đội mũ bảo hiểm trùm kín đầu, cầm theo một chiếc túi đi vào cửa hàng vàng. Bất ngờ, đối tượng rút từ trong túi ra một chiếc búa rồi đập vỡ tủ kính, lấy đi một số lượng vàng được chủ cửa hàng xác định là 15 sợi lắc đeo tay bằng vàng tây, trị giá khoảng 90 triệu đồng. Sau đó đối tượng bỏ lại một súng nhựa màu đen, búa bằng kim loại tại hiện trường và tẩu thoát bằng xe máy không biển kiểm soát theo quốc lộ Nam hướng về Hà Nội. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Quân khi đang lẩn trốn tại Nghệ An và di lý về tỉnh Hưng Yên. Hiện lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.